Rồi, trong cái video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài cái Office với đúng những cái ứng dụng mà mình sử dụng thôi. Ví dụ như trong cái Office này nè, Office thì sẽ có rất là nhiều ứng dụng kèm theo, ví dụ như là uh, Notebook nè, Sky nè, hoặc là Access. Những cái ứng dụng đó thì thật sự là người dùng bình thường thì sẽ không bao giờ dùng đến luôn. Thì nếu mà các bạn cứ cài vào thì nó sẽ tốn dung lượng, tốn dung lượng của máy mình, nó tốn tài nguyên thôi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài cái đúng những cái ứng dụng nào mà mình sử dụng thôi. Thì như các bạn đã biết là từ cái Office 2016 đổ lên, có nghĩa là Office 2021, 2019, 2021 và Office 365 á, thì là khi mà các bạn nhấn vào cài đặt á, thì nó sẽ cài tất cả các ứng dụng mà có trong cái gói cài đặt đó thì uh, như là Office có cho mình có hướng dẫn mình á là download cái phần mềm Office uh, deployment tool này về nè để mà cài đúng cái ứng dụng mà mình cần cần cài đó. Thì nhưng mà mình cảm thấy là cái ứng dụng này, cái cái Office deployment tool này nó đang bị lỗi nha các bạn. Không phải là nó bị lỗi như thế nào mà cái file mà mình cài đó, cái file mà mình cài dành cho cái uh, uh, cái file mà mình cài mà mới nhất hiện tại nè 10 tháng 8 2024 nè hình như nó đã không cho phép hoặc là nó hạn chế những cái phần mềm mà cài bằng file ISO, file IMG, file bên ngoài đó các bạn thì thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để mà xử lý cái vấn đề đó luôn ha thì đầu tiên là mình phải cài mình phải tải cái file cài đặt trước cái đã thì ở đây là mình có mình có, mình sẽ để mình sẽ để link cái trang web này ở dưới phần mô tả nha. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào trang web này cho mình và các bạn chọn đúng cái phần mềm Office mà mình muốn. Thì ở đây mình đang muốn cài là Office 365. Thì là mình sẽ chọn phiên bản là Professional Plus nè. Chọn English nè và chọn cái file ISO, chọn cái file cài đặt nè. Các bạn bấm đau về. Sau khi cài file xong á, sau khi tải file xong á, thì các bạn sẽ có một cái file là uh, Pro Plus Retail nè, đuôi IMG nè. Thì các bạn bấm nhấp chuột trải, nhấp chuột trái để mở nó lên, thì sau khi mà mở lên xong á, thì các bạn sẽ có được một cái folder, một một cái ổ đĩa mới, nó sẽ mau cho bạn một ổ đĩa ở đây. Thì nếu mà các bạn cài sẵn, bấm vô setup và cài luôn thì nó sẽ cài tất cả các phần mềm mà nó nằm trong cái gói cài đặt này. Thì là à, tiếp theo đó các bạn làm theo cách của mình là các bạn đè, các bạn bấm ctrl C ở đây nè, các bạn bấm ngay chỗ cây thư mục này, các bạn bấm ctrl C và các bạn bấm ctrl V ở đây cho nó copy ra ngoài desktop cho mình ha. Rồi sau khi copy ra xong ra desktop xong thì các bạn mở lên để các bạn sẽ thấy nó có một cái file có một cái folder nữa là office. Các bạn mở cái folder này lên cho mình. Sau đó là các bạn sẽ copy hai cái file này, hai cái file của office deployment tool này nè. Các bạn copy cái link của cái folder này thì link của hai file này mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Và các bạn bát vô đông này cho mình, bạn bát thẳng vô trong cái này. Rồi, sau đó nha. Tại cái à, tại cái cái, cái cái thư mục này. Các bạn đè chuột đè phím Shift và nhấn chuột phải cho mình, các bạn chọn Open Windows window nè. Rồi. Sau đó thì ở cái bước này thì các bạn sẽ điền lệnh cho mình. chấm nè, xuyệt nè. Cái à, cái lệnh này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả luôn nha cho các bạn copy cho nó nhanh. Rồi, config rồi, Ở đây thì mình điền tên của cái file. À, mình chưa mình chưa nói đến là các bạn muốn cài phần mềm nào thì các bạn uh, xóa đi nha. Các bạn xóa đi cái ví dụ như mình mình mặc định là mình khi mà các bạn tải cái file này về là nó chỉ cài Word, Office và Excel thôi. Uh, khi các bạn muốn cài thêm ví dụ như Access hoặc là OneNote thì các bạn cứ xóa cái dòng lệnh này đi nha cứ xóa cái dòng này đi là nó sẽ cài luôn còn lại những cái khác các bạn để nguyên cho mình ha rồi tiếp tục là mình gõ đúng cái file cái tên cái file đó ra là được configuration config thiếu g nè configuration chấm nè xml thì các bạn sau khi các bạn điền xong cái dòng này các bạn bấm yes thì nó sẽ tự động cài đúng có 3 phần mềm thôi là Word, Excel và PowerPoint à, Do là chỉ cài có đúng cái ba cái phần mềm này thôi nên là à, tốc độ nó rất là nhanh nha các bạn Tốc độ cài rất là nhanh Thì à, nếu mà chỉ cài 3 phần mềm này thôi thì sẽ tốn khoảng à, 3 ghi mấy thôi Mình nhớ là như vậy rồi. Thì các bạn sẽ vào trong mục nè Uh, on app này các bạn sẽ thấy nè excel nè rồi excel này các bạn đưa ra ngoài uh, đưa ra ngoài desktop nha này excel uh, Word với lại powerpoint nè các bạn nhấn chuột phải nè các bạn uh, send to desktop là được đó các bạn đẩy ra phần <laughs> thì cái clip hướng dẫn cài đặt đến đây là kết thúc